Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có được cát tinh chiếu đến hay không? Cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Nhâm Thân sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Canh Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3, tức ngày 24 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Dần. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3, tức ngày mùng 6 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Sáp Dần. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3, tức ngày 15 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Quý Tỵ, có nạp âm là trường lưu thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3, tức ngày 27 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3, tức ngày 9 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Họa. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo chế sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật,
thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá kiêu căng và ngạo mạn. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Tuổi Nhâm Thân vốn đặc trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, là người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính tuổi Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Nhâm Thân được tam hợp nâng đỡ trên các phương diện trong vận trình của bản mệnh, nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc, chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt. Những người tuổi Nhâm Thân sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Thời điểm này cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nhâm Dương Thủy gặp Thân Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bước sang tháng 3 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trừ khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành về sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân. Bước sang tháng Nhâm Thìn, tuổi Nhâm Thân gặp cục diện tam hợp, bản mệnh hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Nhâm Thân sẽ được thăng chức trong tháng này. Quý gia chủ sẽ thấy dễ dàng đạt được điều thành tích trong công việc và những nỗ lực được cấp trên công nhận. Tuy nhiên trong tháng 3 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thân, quý gia chủ sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực được cấp trên công nhận. Tuy nhiên trong tử vi tháng 3 âm lịch, quý gia chủ cần cẩn trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhầm ngó. Bản mệnh cần phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉ chu trong công việc. Nếu không, sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, xem tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Nhâm Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không để quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở nhưng với bản tính khó thay đổi, cố chấp và bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Đặc biệt trong tháng này, không thích hợp để người tuổi Nhâm Thân đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù là làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không sẽ mất tiền oan. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Nhâm Thân. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Thân có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong các buổi tụ tập nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên, quý gia chủ cần giao tiếp nhiều hơn và hãy dành thời gian cho người bạn đời và các con của mình. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình gắn bó hơn. Để kích đào hoa, tạo hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu quý nhân, may mắn, đem lại bình an cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Thân sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Quý gia chủ thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp quý gia chủ tràn đầy năng lượng. Những gì cần làm là cắt giảm thức khuya, có thể gây thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên. Ngoài ra, cũng nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Đặc biệt trong thời gian này, người tuổi Nhâm Thân cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Nhâm Thân trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc những tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.